Sao đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xa, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đó. Cả tiếng kêu những kẻ tiếng tai, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sử bị, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghìn ngang mang lời. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng mang. Ta cùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai dày ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới lành. Tâm từ bi sanh thể ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiền. Phải xử thế chớ nên bày biện, miệng xảo thượng kiên tâm thân. Việc ban buông phải giữ ngang cân, chớ tập tâm lẫn lường trao đâu. Các công cuộc của người tâm xấu, ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bằng tâm chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết dạo đường chân. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh, nên truyền ban cho chúng sanh từ. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Nam Mô A Di Đà Phật. Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kinh Tùng Quê. Kính thưa quý vị, hôm nay thì vào buổi sáng ngày mùng 1 tháng 2 rồi gì ơi, tháng Giêng đã qua. Thì Tùng Quê hôm nay đi 4 ông thẻ cùng với đoàn của cô Phượng, anh Dũng ở An Hòa. Giờ đây thì lời nói đầu tiên, Tùng Quê kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm nhân thành và luôn được bình an trong cuộc sống, vạn sự như ý. Giờ đây thì
Rồi kính mời quý vị, chúng ta đoàn của chúng ta của Tùng Quê sẽ giếng ông thẻ số 2 đầu tiên nha quý vị. Ông đây là dinh ông thẻ Vịnh Thành Trung ở Châu Phú, An Giang. Thì vào buổi sáng lúc này đoàn của chúng tôi khoảng hiện tại mới có 7:20, đoàn chúng tôi đã đến rồi. Giờ đây chúng mình vào bên trong cùng với Tùng Quê để mình thăm viếng nha. Hai cái đủ quý vị thân mến, giờ đây thì mình thấy phía trong chánh điện có một cái đoàn đang ở phía trong nha quý vị. Mình tác dụng trong cái đoàn của đệ chỉnh đó, thượng đó, mình tập trung chỗ cây bồ đề này. À, kính thưa quý vị, đoàn của chúng tôi đang tập trung để rồi có mình sắp xếp chương trình một chút nha quý vị. Thế quen quen thì không nhớ tính không nhớ ba. Hỏi chương trình năm nhớ một dạ, chào hết chị với cô với anh cháu nha. Xe đó xem mình thấy vậy. Dạ chào. Chào người quen của chúng tôi. Chào anh luôn. Ủa giờ có anh Năm không? Anh Năm bữa nay tỉnh cho bà già. Vậy hả? Dạ. Tắt thương máy rồi. Tay mình luôn nha, tài xế mình nghe xin quả cái lịch trình của chuyến đi hôm nay. Hướng dẫn đoàn thì có nhiều cái ban khác nữa thôi, bây giờ bữa nay mình cử hai vị được rồi. Thứ nhất là trưởng đoàn, cái thứ hai là hướng dẫn đoàn. Thì để cái ông trưởng đoàn đó thì ổng phải có cái nhiệm vụ đó là ổng coi trong cái đoàn của mình và ổng định cái thời gian đi tới đâu. Còn cái ông hướng dẫn đoàn đó thì ổng hướng dẫn cái đường xá tới nơi tới chỗ, thì ổng dẫn đi vào cúng như thế nào. Thì chúng tôi rồi bắt đầu ăn. Ồ. Vô đây vậy. Hát đâu. Rồi. Bắt đầu dầm kê nha. Sao chậm không nghe đây. Máy trùng quá cái lái xe nó máy nhẹ chứ. Chú ơi cho con được sứ ngôn để mà làm lễ cúng tập thể anh chú. Dạ. Thưa chú các vị, thì ở đây thì cái đền thờ ông thẻ số 2 thì có nhiều cái ngôi thờ, nhưng mà do đoàn của mình thì tranh thủ cái thời gian cho nên mình chỉ cúng một ngôi thờ, mà mình cúng giấy hết luôn cả những cái ngôi thờ ở bên trong, mà nhất là cái ngôi mà Tam Bảo. Khi nào mà mình đi cúng riêng đó, đi cúng riêng thì mình có thể mình cúng riêng từ ngôi. Xong chưa? Thấy chúng ta tất cả đều ổn định, chúng ta bắt đầu để vào làm lễ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa các vị, trong ban quản lý dinh thẻ số 2, dạ kính thưa toàn thể các chú, các anh, các chị cùng các em cháu kính mến. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, tất cả đồng đạo chúng ta có tổ chức đi viếng lại năm bốn ông thẻ. Bốn ông thẻ cũng là một cái di tích, một cái sự kiện hết sức là lớn lao. Sau này
thì do Đức Phật Thầy Tây An đã giao nhiệm vụ cho Đức Cố cắm bốn môn thẻ. Thì hôm nay chúng ta trở lại viếng lại những cái di tích của các ngài để cho chúng ta biết được những cái nơi đây là những cái thiêng liêng, những cái màu nhiệm, những cái sự kiện lớn lao sau này để cho chúng ta về cố gắng để lo tu hành, để trong những cái ngày mà quan trọng, ngày trọng đại nhất trong cái nơi đây thì chúng ta sẽ đồng để có mặt cái nơi đây, hết sức là một cái sự kiện quan trọng mà lớn lao trong bốn thẻ sau này. Thì sau khi cũng thì chúng ta có một cái thời gian thì chúng ta để trình bày nói qua những cái ý nghĩa quan trọng trong cái bốn cái năm môn thẻ mà Đức Phật Thầy Tây An đã giao nhiệm vụ cho Đức Cố Đấm. Thì giờ đây hôm nay thì chúng ta trước thì đến để chúng ta kính viếng lại di tích này, sau chúng ta cầu nguyện cho quốc thế dân an và cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và cha mẹ của chúng ta được mọi điều tốt lành. Xin hỏi cô Năm rồi. Cô Năm, mình có thể mình cúng, mình cầu nguyện cho bà cụ luôn được không? Phải không? Chị Năm ơi, ở đây đóng tầng ai chị Năm? Cô Năm, Năm tầng bà cụ tên gì? Trần Thị My. Dạ, Trần, chút nữa ai nhắc nha, chút nữa nhắc. Dạ. Giờ đây thì đến phần hành lễ với kính mời toàn thể chư quý vị hướng về ngôi Tam Bảo và các ngôi thờ xá ba xá. Kính mời quý vị xây ra phía ngoài bàn thông thiên, hướng về ngôi thông thiên xá ba xá. Cho kính mời quý vị xây trở về bên trong. Kính mời quý vị, phần lễ trình nghi thức đã xong, giờ đến phần cầu nguyện. Kính mời quý vị hướng về ngôi Tam Bảo và các ngôi thờ xá ba xá và kính thỉnh tất cả đồng quỳ và đồng chấp hương lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, và tất cả đồng đạo chúng con gọi đến nơi đây là ông thẻ số 2. Trước là để chúng con kính viếng lại di tích, sau chúng con cầu nguyện cho quốc thới dân an. Nhờ ơn các ngài gia hộ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, và gia hộ cho cửu quyền thất tổ chúng con sớm nhẹ tắt đường duyên siêu sanh tịnh độ, và gia hộ cho phụ mẫu chúng con tại đường được tăng long phước thọ, và phụ mẫu quá khứ được trực giảng Tây Phương, và gia hộ cho đoàn chúng con trên đường đi được mạnh lành, khi trở về nhà phát tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh quý vị đứng lên. Không luôn chứ không để hẹp sao hả? Bây giờ đây thì đến tiếp tục chúng phần cầu nguyện cho
người thân của cô Năm. Thì kính mời quý vị chắp hương lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mà cụ tên gì? Trần. Trần Thị Mỹ không chị Năm? Trần Thị Mỹ. 90 tuổi. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ bà Trần Thị My 90 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cho kính thỉnh quý vị đứng lên. Xá một xá thu hương. Cắm hương xong, kính mời quý vị xá và quỳ xuống lại bốn lại. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, đủ bốn lại thì kính thỉnh quý vị đứng lên. Xá ba xá niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát và Nam mô Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Phần cầu nguyện đã xong, đến phần trình lễ viên mãn thì kính mời quý vị hướng về tất cả các ngôi thờ xá ba xá. Kính mời quý vị xây sang ra hướng thông thiên. Kính đến ngôi thông thiên kính lễ ba xá. Kính mời quý vị xây trở về bên trong. Hướng đến tất cả các ngôi thờ bên trong, chúng ta thống nhất kính ba xá. Và buổi lễ cầu nguyện đến đây đã xong, thì kính mời quý vị tự tiện Nam mô A Di Đà Phật. Đây là kỷ vật ông thẻ nằm phía trong cái gì. Đây là một cái thẻ cao luôn. Đây là ông thẻ số 2 cái gì. Cái thưa quý vị, đền thờ thì ở phía trong cũng có thờ Đức Phật Thầy Trang. Kính mời quý vị kính lễ Đức Phật Thầy Trang. Kính mời quý vị kính lễ cụ Nguyễn Trung Cực. Kính thưa quý vị, nơi đây có thờ Đức Cố Quảng Trần Văn Thanh. Kính mời quý vị kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là ông hai Trần Văn Nhu, tức là con của Đức Cố Quảng nha quý vị.
Kính mời quý vị kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đây, nơi đây là binh gia nghĩa, có nghĩa là những vị lính ngày xưa, những vị mà đi cùng với Đức Cứu Quảng cũng có một ngôi thờ riêng. Kính mời quý vị kính lễ. Cũng có bình bông rất là đẹp. Nơi đây thì tiếp theo là ngôi thờ Cụ Quyền. Cụ Quyền Phát Tổ, ông bà Trung. Bông hoa hôm nay rất là đẹp nha quý vị. Ở nơi Cụ Quyền thì được quyền mình cúng bánh trái cây để mà mình cúng Cụ Quyền. Có chi cũng lấy vậy mà dân ơi. Tiếp theo là nơi các vị tư, có nghĩa là các vị tư mà trước giờ làm chủ trì ở trong cái nơi đền thờ này. Mời quý vị kinh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi tranh thủ cập nhật nhanh bởi vì đoàn hiện giờ đang ở bên ngoài, nên chúng tôi sẽ cập nhật nhanh để cho quý vị được biết cái đền thờ cho rõ như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì đoàn của cô Phượng Anh Dũng hiện tại ăn bún riêu. Cái này bún riêu hả? Bánh canh hả? Bánh canh hả? Ngon quá à? Được không? Ngon lắm. Dạ. Bữa nay đặc biệt luôn, mình đi tới đâu được nãy tới đó. Bữa nay mình có hướng vô hùng luôn. Vô đây nè, bạn này chống nè. Cô vô đây bằng chống chấp đó nè. Để mình không đáp lại đi, xích lửa cho sao. Vô đây có bằng chống rồi. Ai chụp lửa cho ai cho. Quý vị hãy ăn cho ngon nha. Nếu ăn một tô chưa no, làm thêm tô nữa. Cả à? Làm gì có vụ bắt cờ hết, quá quen rồi. Quen chính khách ra ở tên vô thì đặc biệt đền thờ bây giờ có cái chỗ đãi rất là ngon, mấy chị mình đang đãi luôn cái gì ơi. Ô chào mấy chị, như vậy là vào ngày 29, 30, 14, 15 là mình đãi suốt, ngoài những ngày đó là mình không có đãi. Ồ em nói ai muốn dùng thì mình xin cái điện thoại đó, báo trước thì vẫn có. Dạ đúng rồi. Ồ quá êm. Quay cho mấy chuyện chút coi. Rồi thêm ba con nữa rồi. Đây là những vị thợ nấu cái này kêu bằng gì ta? Bánh canh. Bánh canh rất ngon. Thợ chánh là tôi nghĩ chắc người này quá. Kép chánh đây quý vị. Hát tuần nào cũng vậy, phải có kép chánh. Tiền ơi, các bà cụ đang gọt đồ luôn quý vị ơi. Chào. Đầu đài chú. Dạ. Đoàn ở bên Bắc An Hòa, Tân Xuyên. Tay sớm là 14. Dạ. Ơi. Vô Tùng Quê nha quý vị, muốn coi phim gặp ba mình là Tùng Quê. Đi tới đâu ăn tới đó gì đây. Ông chữ đòn này không ăn mình mới dám ăn không ơi. Thôi chữ đòn không có đi là mình đi. Các anh mình quá nhiệt tình luôn. Ăn một tô không no làm thêm tô nữa. Còn thời gian thì mình đã tính, còn thời gian hết thì thôi. Rồi quý vị có nhớ xe của mình không? Lên xe. Quý vị có nhớ xe của mình không? Bọn mình lên xe nghe xe. Cái đồ quý vị giờ đây thì Tùng Quê và phái đoàn sẽ lên xe để rồi tiếp tục đến ông thẻ số 3. Bây giờ thì Tùng Quê sẽ từ giả nơi đây ông thẻ số 2. Chúng ta đồng lên đường, xe mình xe này nè.
Thôi kết thúc quý vị thân mến, giờ đây thì đoàn của cô Phượng Minh Dĩnh đã tới ông thầy số 3 chùa Bồng Lai, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, An Giang. Hôm nay thì phải nói bà con mình đi viếng khá đông. Ủa mình vậy là rồi nói đuôi được mấy xe hả? Hai xe vậy à, đi trước này hai xe hả? Trước hai xe, trước mình đi xe đó kìa, đó đó xe mình đó hả? Ờ, nhà xong tiếp xe mình nữa đó. Ôi đoàn không đặt quá rồi, bắt đầu đi lần vô cái gì ơi. Hôm nay bà con mình đi chùa cũng khá đông, vào những ngày cuối tháng giêng cũng như đầu tháng 2. Vì hôm nay thì tại nơi đây chúng ta có thêm một chiếc cầu mới, bà con mình đã lên cầu. Chào cô, bữa nay mình đi cầu mới rồi, đi sát vô nha quý vị. Hôm trước mình đi là không có cầu mới này. Dạ, cầu kia nó rung rinh dữ lắm. Rung rinh lắc lẻo, khó đi. À, đeo khẩu trang thành ra chúng tôi không biết quý vị là ai. Ừ. Quý vị làm duyên mà quý vị bịt khẩu trang là thua liền. Không thể thấy ai hết. Phim chúng tôi sẽ bị ố. À, có đủ gì thân mến, đoàn của chúng tôi đang lần lần tiến vô. À, quý vị đi tập trung ra phía trước thôi quý vị. Tập trung ra phía trước. Đây là con sông Vĩnh Tế không nhỉ? Con sông này rất là thẳng. Đây là đoàn quen của chúng tôi, chị Năm của chúng tôi đây quý vị. À, ghê quá. Ủa Phượng chưa tới hả chị, đâu rồi? Xin thưa quý vị, đây chúng ta đi đến ranh giới Campuchia, gác và sát một bên vì đó là hàng cây là ranh giới Campuchia đó. Phía bên đây là của mình, còn bên bên là của người Việt Campuchia. Câu này mới cắt. À, mình đi hôm nay thấy rất là lạ. Câu này cầu đúc rồi, hôm trước thì cầu không có đúc. Bà con mình cứ việc mua bánh, mua trái tự nhiên, ăn tự nhiên. Đi thẳng ra phía trước luôn chị ơi. Cái này vụ ta vậy. Ồ, cái này như cơm cháy hay vậy? Vụ mà. Ồ, ở đây có đại nước luôn quý vị ơi. Bữa nay là lễ có một cái đại nước. Bữa nay hả? Bữa nay mai. Nay mai hả? Ủa vậy sao? Ồ. Ồ chào. Không đồng, cà phê không đồng, cà phê không. Ờ quý vị ơi, có cà phê đúng quý vị ơi. À, ngày nay và ngày mai là lễ của ông Cử Đa hả? Dạ đúng rồi, Cử Đa. Ủa vì sao? Nhưng mà cái này là tình cờ thôi chứ không biết phải không? Ờ mình không nhớ. Là lễ ông sư Cử Đa Việt Nam mình có chỗ này lễ thôi. Dạ chỗ này cũng chỗ này mình túng ha. Có chỗ này túng rồi. Dạ đúng rồi. Ông Cử Đa. Ừ, Cử Đa mình có hình ổng không? Có, ở trong cái chỗ thật thầy đó. Ở gì hả? Có hả? Thầy là có liền. Ừ, có liền. Rồi vô chung nữa mình quay miếng rồi.
muốn bế vô trong thấy liền. Ly cà phê sáng mắt rồi gì? À có sẵn nè. Cái gì? Uống luôn. Ít đá hay ít nước. Cái này mấy chị mấy cô mình ở đâu đứng ra đẩy này. Cái này nhiều tỉnh hợp lại. Nhiều tỉnh hợp lại luôn hả? Hậu Giang, hợp. Vĩnh Long, thành phố tổng hợp. Tổng hợp. Đồng Tháp nhiều tỉnh. Một cái hợp đồng đẩy nước tới 5-6 tỉnh. Mình nhiều tỉnh lắm. Nhà đường miễn phí ha, mình thông báo. Một gì kêu bằng gì? Một người làm chẳng nên non hả? Một cây làm chẳng nên non. Nhiều cây dụm lại nên hòn nủ cao. Anh ở tỉnh nào? Tỉnh An Giang. Dạ, tỉnh An Giang hả? An Giang Phú Tân. Dạ, làm mới biết không? Dạ. Thì mình ở đây bước ra trước là đẩy cơm. Ở trong đây đẩy bún nha. Rồi bữa nay là mới vô lễ ha, chiều nay mới bún cơm. Mới có đồ món. Mới được cái chân chính lễ được quá ha. Ngày mai là chính lễ. Các bạn phải đường mới vô là đó cho mình đi. Chị nói sao? Chị là chị là người của Phật giáo Hòa Hảo hay là của ai? Em Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Mình nghĩ là một đi. Dạ đúng rồi, nó cũng là nguồn gốc. Dạ. Có ai là Hòa Hảo không? Ở đây có Hòa Hảo này. Đây Hòa Hảo đây. Rồi ra trước đi chú, có cà phê nè chú ơi. Cà phê cũng uống. Rồi trà đường. Cho miếng nước trà nó đi cho con. Đi vô à. Rồi cái nụ hôm nay là cái ngày đám giỗ của ông Cửa Đa. Nên quý vị mời tập trung đi, mình tập trung ở chỗ nào mình nói cho người ta biết rồi tao ngồi tao chờ hả. Cái gì bạn chưa qua hết? Ừ thì bây giờ mình ở đây rồi, phải tập trung ở chỗ nào đó. Ngồi ở đâu? Ngồi chỗ này đi. Anh sao chứ nắng á. Bồng lai cổ tự thưa quý vị, hôm nay chánh điện quá đẹp luôn quý vị. Chúng tôi sẽ quay nhanh một vòng nhé cho quý vị trình xếp đặt tổ sư quan thánh đế. Chư vị sư tổ kính thưa quý vị, chúng tôi đã thấy thạch tượng của ông Cửa Đa rồi chị ơi. Đây là hình của ông Cửa Đa và một cái bức tượng rất là đặc biệt. Cửa Đa là một quý vị là đại tử của đức thầy. Đại tử của thầy Tây An. Đây là địa tạng Dương Bồ Tát hay là Quan Thế Âm. Rồi chị mời bà con mình tập trung. Tập trung phía chùa nè. Cũng đi chùa trước nè. Rồi qua đây bà con qua đây. Đi nè. Đi nè. Bây giờ nếu mà cái đập đó mình đứng gì mình đứng ngoài đi. Đây được anh bá. Bơi. Chống rồi, đang chống rồi, mình rồi cũng đây đi.
đây với bên kia mình đứng. Ơi ơi. Bên đây cái ở chính giữa luôn. Đấy. Đứng vô đây luôn rồi bắt đầu vô. Vô. Chờ đợi gì nữa, lúc vắng nè mình vô đi. Mời tập trung vô. Đã kính mời quý vị mình tập trung ở phía trước thì chỗ thì để dẫn vô trong cổng hỏi tí, để dẫn vô trong hỏi tí đi rồi. Ra đây dẫn ơi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa ban quản tự của chùa Bà Bài, và kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em cùng các cháu kính mến, giờ đây thì đoàn hành hương của chúng ta đã đi đến nơi đây gọi là chùa Bà Bài. Thì bên cạnh chùa Bà Bài thì có ông thờ ông thẻ ngành số 3, tức là Tây Phương Bạch Đế. Thì nhân dịp hôm nay thì cũng là cái ngày tiên lễ dỗ cho ngày Cử Đa. Ngày Cử Đa tức là một trong ba vị mà Đức Thầy của chúng ta có cho biết là cùng thời ba tớ một thầy. Thì ngày Cử Đa cũng là một cái vị mà quan lớn sau khi mà đổ trạng đó, thì ngài đã từng vào ra là cái nơi mà của vua chúa quý vị. Cho nên Đức Thầy chúng ta có câu là viên này xưa cũng như ai, vào các ra đài tột bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thẫn thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn. Cúi đầu biên tỏa nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn giải truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ để nói chuyện chân tu. Thì hôm nay tất cả đồng đạo của chúng ta thì cụ thể là cô Phượng và đệ Dẫn có tổ chức một cái chuyến hành hương để chúng ta trở về nơi đây để chúng ta kính viếng, nhất là bốn ông thẻ. Thì nơi đây làm thẻ số 3 để chúng ta biết được cái nguồn gốc của bốn vị thẻ như thế nào. Chúng ta về để chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng tu hành để rồi một cái ngày sau để chúng ta có mặt ở trong cái vùng mà an toàn này quý vị. Thì thưa các vị, hôm nay thì chúng ta trở về nơi đây kính viếng cái di tích. Cái thứ hai, chúng ta bắt đầu để vào cái chương trình để cầu nguyện, để kính mời toàn thể chư quý vị chúng ta xây vào bên trong để chúng ta trình lễ nghi thức. Và kính đến ngôi Tam Bảo Phật Đài Xá Ba Xá. Kính mời quý vị xây trở về hướng thông thiên. Kính lễ ngôi thông thiên Ba Xá. Phần lễ trình nghi thức thì đã xong. Thì hôm nay chúng ta có ở nơi đây, ban tổ chức có đặt cái bàn hương án, thì chúng ta hướng về bàn hương án để chúng ta cầu nguyện luôn. Và đây kính mời toàn thể chư quý vị hướng về bàn Phật Xá Ba Xá và kính thỉnh tất cả đồng quỳ và đồng chắp tay lên trán thành tâm khẩn nguyện.
Quý vị nào mà mấy cô sức khỏe kém đó thì mình ngồi hoặc giả mình đứng cũng được. Chắp tay lên trán thành tâm cảnh nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn. Tất cả đồng đạo chúng con có trở về nơi đây trước đã lễ kính viếng lại cái nơi tôn nghiêm của chùa Bà Bài và Vinh Quang Thẻ số 3. Và chúng con, tất cả chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, nhờ ơn các ngài gia hộ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, bá tánh giảng dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, và gia hộ cho cửu quyền thất tổ chúng con sớm nhẹ tách đường duyên siêu sanh tịnh độ, và gia hộ cho phụ mẫu chúng con tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ được trực giảng Tây Phương, và gia hộ cho toàn thể chúng con trên đường đi được mạnh lành, khi trở về nhà phát tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và đây để tiếp theo là đến phần cầu an, cầu nguyện, cầu siêu cho cụ bà. Kính mời toàn thể chư quý vị tiếp tục khẩn giấy khẩn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ bà Trần Thị My, 90 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Kính mời quý vị xá lại luôn. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại kính thỉnh quý vị đứng lên. Xá ba xá niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và phần tiếp theo là phần trình lễ viên mãn. Kính mời quý vị xây trở về bên trong để chúng ta trình lễ và hướng đến ngôi Tam Bảo chỉnh lễ ba sáng, hướng đến tất cả các ngôi thờ bên trong. Chúng ta thống nhất xá chung ba xá. Kính mời quý vị xây sang ra hướng thông thiên. Kính đến ngôi thông thiên kính lễ ba xá. Và phần sau cùng kính lễ bàn Phật ba xá. Và buổi lễ cầu nguyện đến đây đã xong. Thì kính mời quý vị chúng ta tự tiện. Xong hết chưa ngang? Rồi anh hai mặc áo đi. Mình còn cúng vinh thẻ nữa nha. Thôi ơi. Thì kính thưa ban quản tự của chùa
bye bye. Thì kính thưa các vị trong đoàn của chúng ta, thì giờ đây thì đến cái phần cúng của cái đoàn của mình chuyến xe sau thì hôm nay thì trước khi mình đến đây thì trước là để kính viếng lại cái nơi tôn nghiêm ở nơi đây gọi là chùa Bà Bài, mà cũng còn có ông thẻ số 3 tức là Tây Phương Bạch Đế nằm ở bên cạnh chùa. Thì sau khi chúng ta cúng chùa xong thì chúng ta trở về cúng dinh thẻ. Giờ đây thì hôm nay thì trước nhất thì chúng ta trở lại kính viếng cái ngôi chùa, sau chúng ta cầu nguyện lễ Phật và cầu nguyện cho quốc thế dân an. Thì giờ đây kính mời toàn thể chư quý vị chúng ta xây vào bên trong để trình lễ nghi thức. Và kính đến ngôi Tam Bảo kính lễ ba xá. Và kính đến các ngôi thờ bên trong kính lễ ba xá. Kính mời quý vị xây sang ra hướng thông thiên. Kính đến ngôi thông thiên kính lễ ba xá. Thì hôm nay thì cũng là cái ngày tiên dỗ cho ngày cử đa, thì ở đây ban tổ chức có đặt cái bàn hương án, thì chúng ta hướng về bàn hương án để chúng ta cầu nguyện. Thì kính mời toàn thể chúng quý vị hướng về bàn hương án phía trước xá ba xá và đồng quỳ xuống, chắp tay lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng, Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn. Chúng con có đến nơi đây là chùa Bà Bài, trước là kính viếng lễ Phật, sau chúng con cầu nguyện cho quốc thới dân an. Nhờ ơn các ngài gia hộ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, bá tánh giảng dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, và gia hộ cho cửa quyền thất tổ chúng con sớm nhẹ tách đường duyên siêu sanh tịnh độ, và gia hộ cho phụ mẫu chúng con tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ được trực giảng Tây Phương, và gia hộ cho đoàn chúng con trên đường đi được mạnh lành, khi trở về nhà phát tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Giờ đây thì chúng ta tiếp tục để cầu siêu cho cụ bà, tức là thân mẫu thân của cô Năm Lánh. Kính mời quý vị nguyện tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Tổ, Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ bà Trần Thị My 90 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền Cực Lạc. Thành tâm đảnh lễ lại luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, đủ bốn lại kính thỉnh quý vị đứng lên. Xá ba xá, niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Để đến phần sau cùng là phần trình lễ viên mãn, thì kính mời toàn thể chúng vị chúng ta xây vào bên trong để trình lễ viên mãn. Kính đến ngôi Tam Bảo và các ngôi thờ, chúng ta thống nhất là xá chung ba xá. Kính mời quý vị xây sang ra hướng thông thiên. Kính đến ngôi thông thiên,
kính lễ Ba Sa. Sau cùng kính lễ bàn Phật Ba Sa. Và buổi lễ cầu nguyện đến đây đã viên mãn. Kính mời quý vị tự tiện. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa. Bây giờ mình tôi đang nguyện giấy cử đa. Cử đa ngày. Giờ đây thì Tùng quay sẽ quay một sơ lược nơi ông Thẻ, Hoàng Thẻ nhân gì. Kính mời quý vị ở đây thì cái này ngôi thờ trong quan hả nhỉ? Rồi nơi đây là ngôi thờ Quan Thẻ nè quý vị. Ngôi thờ Quan Thẻ nè. Kính mời quý vị đến đây. Ra chiếu bình cúng chú ơi. Có một cái quan thẻ mà trong này cũng có một cái thẻ ông thẻ nhân dung đó chị. Sai đệ tử ở đây có một cái cột cờ thưa quý vị thân mến. Hôm nay thì nơi đây nơi ông thầy số 3 có được một cái cầu mới. Cái đoàn mình bây giờ còn đang ngồi ăn rất là đông. Bây giờ mình cũng hai lượt hay là một lượt thì có thông báo rồi ăn xong thì qua đây cúng. Chúng tôi vì Tùng Quay sẽ cập nhật nhanh một dòng trong khu riêng chùa Bà Bài. Nếu có gì thấy bà con này cũng đông. Hôm nay là cái ngày tiên giống như là ngày giỗ của ngày cử đa gì? Ở đây có một cái đền thờ miễu ông đại, mình cũng không hiểu là như thế nào. Có cái miễu trước nha quý vị. Giờ thì Tùng Quay sẽ đi hướng này, nếu mà
Hôm nay thì bị do cái ngày giỗ của ông Cửa Đa nên bà con mình đã tập trung tới đây nấu cơm đãi bà con. Riêng này hôm nay cũng rất là rộng giống như có cơm thật ngon luôn nha. Rồi chào, ăn cơm thật ngon ha. À, chú cơm chưa? Chưa. Ăn đây chú. Nhưng mà tại vì đòn ở ngoài kia không ăn, mình cũng chưa ăn được. Ồ, tiền ơi, đãi cơm phụ thấy ngon rồi nha. Ăn gì? Tiền quá thấy chân hấp dẫn à. Các cô mình hiện tại đang làm đồ ăn đây quý vị ơi. Đang đục dưa leo luôn, rất là ngon. Đâu có đâu, chuẩn bị sẵn. Quý à. Quý à. Quý à. Quý à. Quý à. Rồi, cùng quê sẽ trở ra nha quý vị. Hôm thôi đọc bạch. Tây phương Bạch Đế. Kính thưa các cô chú anh chị cùng em cháu trong đoàn kính mến, giờ đây thì đoàn hành hương bốn môn thầy của chúng ta đã đến nơi đây là vị trí của dinh thầy số 3. Thì dinh thầy số 3 này thì cũng do Đức Cố Quảng ngài dân lệnh của Đức Phật Thầy Tây An để cấm năm môn thẻ. Một môn thẻ trung ương thì nằm ở trên núi Cấm, còn nơi đây là vị trí của kinh Vĩnh Tế là môn thẻ số 3. Thì chúng ta đến đây để viếng lại cái di tích của Đức Phật Thầy cũng như của Đức Cố cũng như là cái phái hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương do Đức Phật Thầy Tây An đã sáng lập, cũng là cái nguồn gốc của Đức Thầy của chúng ta đã chuyển kiếp qua năm lần. Thì để chúng ta biết được những cái sự kiện về cũng như cái lịch sử của bốn ông thầy năm ông thầy như thế nào mà rất là quan trọng, mà chúng ta là ráng về tu hành, ráng làm thành để cái ngày mà có sự kiện lớn lao xảy ra trong cái vùng gọi là địa linh, tức là trong cái vùng bốn quan thẻ này, thì chúng ta sẽ được có mặt ở đây. Thì cái ngày đó thì hết sức là quan trọng, hết sức là cao quý, mà Đức Thầy chúng ta cho biết hiền lành thì chừng đó mới xâm dày quý vị. Quân thành cộng lạc mấy ngày vui tươi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thì giờ đây thì hôm nay chúng ta cũng có cái duyên lành để chúng ta đến đây, trước là kính viếng, sau chúng ta cầu nguyện cho quốc thế dân an và cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và cha mẹ của chúng ta và cho chúng ta. Cái điều đặc biệt thì hôm nay thì cũng có một cái chương trình đám làm tùng cho bà cụ tuổi thọ rất là cao, phước báo của bà rất là lớn, họ tới 90 tuổi. Đó là thân mẫu của chị Năm Lánh. Thì giờ đây
chúng ta bắt đầu để vào chương trình hành lễ. Kính mời toàn thể chúng quý vị, chúng ta hướng về tất cả các ngôi thờ bên trong dinh, chúng ta xá ba xá. Kính thỉnh tất cả đồng quỳ. Những người nào lớn tuổi quỳ không được thì chúng ta cũng có thể đứng quý vị, là bởi vì do cái thành tâm, đứng ngồi thì cũng được. Kính mời dân tay lên trán thành tâm khẩn giai. Nam mô A Di Đà Phật. Cúng kính đến các ngài Trâm Quang Cửu Thần, các vị chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, kính đến hương linh của Đức Cố Quảng, và kính đến Đức Phật Thầy. Hôm nay tất cả chúng con đến nơi đây trước là để kính viếng cái di tích của các ngài, sau chúng con cầu nguyện cho quốc thế dân an, nhờ ơn Đức Phật Thầy, Đức Cố Quảng và các vị Trâm Quan Cựu Thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, gia hộ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, và gia hộ cho cửu huyền thất tổ chúng con sớm nhẹ tách đường duyên siêu sanh tịnh độ, và gia hộ cho phụ mẫu chúng con tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ được trực dạng tây phương, và gia hộ cho đoàn chúng con trên đường đi được mạnh lành, khi trở về nhà phát tâm tinh tấn tu hành để cho đến ngày thành công và viên mãn. Kính mời quý vị xá và quỳ xuống lại, bốn lại luôn. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đủ bốn lại, kính thỉnh quý vị đứng lên. Xá thẳng ba xá, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và buổi lễ cầu an đến đây đã xong, thì kính mời quý vị chúng ta tự tiện. Kính mời trong cái đoàn của chúng ta mình ra xe luôn quý vị ơi. Thì quý vị nào thấy kính thưa quý vị, bà con hôm nay cũng còn khá đông. Giờ đây thì cùng quay sẽ cập nhật nhanh đi một hướng này nhé quý vị. Xe được chạy vô đây bình thường. Ngày mai chắc có lẽ là rất là đông nha quý vị. Thưa quý vị, nơi phía trong này là đải bún riêu chùa đải nhau gì, bún riêu cũng rất là ngon, những nồi bún riêu rất là đầy đang đặt sẵn ở đây. Các cô đang làm bún riêu mỗi tô ngon. Cái thua gì đoàn của chúng tôi đã lên cầu rồi, rất là đông. Đang là tiếp tục cái hành trình con đường mà quy nhất là mọi người muốn tới đi đường quốc này nha. Rồi chào hết nha bà con nha. Dạ. Dạ thì luôn hả? Thì mới có hai. Dạ. Còn hai ông này nuôi. Con ăn hai con.
Cá tô luôn hả? Dạ. Hai tô luôn. Dữ dội ta. Sao mà bún ngon? Dạ. Nóng. Nóng thì ngon. Ngon không anh canh hồi nãy. Cái bún ở đâu rồi anh? Trong này xa hơn mấy ông bé này hết. Đi khác. Ờ. Nhưng mà đúng linh ta. Nhưng mà cậu này đúng linh ta. Đồ gì đó chúng tôi đã ra xe. Mà tiếp tục mình đi thẳng tiến đến thẻ số 4. Kính chúc quý khách thuận lộ bình an. Cái vụ gì? Để đi, xem, 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 xem,